con. Bác có muốn nói chia sẻ với tụi con không? Con mời bác nói mấy câu. Dạ. Dạ. Có màu mà nói rồi. Nói vài câu. Dạ. Tôi rất vui mừng. Cô đến chùa chúng tôi. Chùa chúng tôi là cái chùa nghệ sĩ. Đã sống qua mấy trăm ngày nghỉ kết là châu cầu về. Là cái chuyện làm chúng tôi là đây thôi. Và nghệ sĩ làm cái này thôi. Là chúng tôi mong rằng các anh chị đến đây tôi rất mừng và vui vẻ. Là mong được anh em có cơ hội nào đến nữa để giúp chúng tôi những cái chuyện về tinh thần. Dạ. Dạ, chuyện ấy là... Con sẽ đến được. Dạ, dạ, dạ. Con những con mà con nghĩ là tất cả các bạn bè nghệ sĩ từ trong nước cho tới ở hải ngoại. Tôi rất mong như vậy. Dạ. Chúng tôi ở đây là cũng ngồi đó bà bãi quần á. Dạ. Nắm hết nên được là làm việc này. Bây giờ tôi tiếp tục để được thấy bà bãi làm việc này. Để làm việc kết quả tốt. Năm cứu trợ hai mươi mấy năm đi cứu trợ những nghèo khó ở miền Tây không hết, tôi trông luôn đủ thứ hết, cũng làm từ thiện cho tôi thấy là rất là hãnh diện, giúp cho đồng bào thứ nhất là nghệ sĩ, cô đến đây tôi rất mừng, mong cô có gì con tha lỗi cho biết con cảm ơn mọi người không hết, con không có gì đâu ạ. À. Dạ. Là con có thầy cũng muốn đến chia sẻ. Dạ. Ngồi. Vậy là con cũng vào một cầu nguyện nổi tiếng ở Cây Lương đó. À vậy hả? Cho hỏi hôm nay có bài rủ như chắc như lời thi chung của một người con gái. Con em mới cay, con đau mới khổ, ai bảo mình ngu mình dại lầm tin để hại cho mình. Bà ơi, tôi với bà chưa quen, chưa biết, chưa một lần quán thù chi bà đầu độc để cho cuộc đời này vinh viễn nhuộm màu đen. Tôi đến đây lòng từ thiện của một lương y, nếu bà thấy không được tiền cho người đuổi tôi ra khỏi cửa. Bà hãy làm chi tâm thân già yếu, tôi mang bệnh tật bà vui chăng bà. Hay quá. Kiếm sĩ rơi. Dạ. Cái này là trong kỳ vai Tân Xuyên. Tân Xuyên. Trong vở Kiếm Sĩ Rơi. Bình Phục nổi tiếng rồi. À, cảm ơn chú rất là nhiều. 69, 68, 68 nổi tiếng. Dạ. Nổi tiếng nổi lên cái vai này. Trong dạ. Tuần vai Tân Xuyên của tuần Kiếm Sĩ Rơi. Dạ. Dạ. Và đây là một câu giọng cổ trong cái vở tuần đó. Dạ đúng rồi. Của tác giả Yên Trang. Dạ. Cho con hỏi là có chú hay cô nào muốn tặng thêm đoàn mình một vài câu được không? Dạ, con xin mời ạ. À. Chú cũng rất vui, chú ca. Dạ, 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 con mời chú. Một câu trong từ tình ca. Tình ca. Dạ. Vương Trường, tiếp. Má công an, tôi đứng đây, đứng bên bờ sông Mỹ Thuận. Một buổi chiều bà quay xuống trở lại thành phố. Bờ cây xa mờ nhuộm khói hoàng hôn,
chiều đó lặn xuống mặt trường giang bát ngát mà bóng người thương lẫn khúc giữa sông. Đây tôi liên tưởng đến ngày xưa mình cùng lặn lặn trên dòng đời, không bao bọc được mẹ con mình suốt 20 năm trường tôi dài thức cỡ trong tim. Mình ơi, không phải tôi đứng trước mặt mình đây để tôi ơi nói cho được mình thương. Hồi tôi tìm mình khắp tỉnh Vĩnh Long mà bóng hồng bật vô tâm ca, còn bóng người thương vẫn biển biệt ở phương nào. Và cảm ơn chú rất nhiều. Lại cái người Hoa Phượng như Hà Triều biết ra, tức là ông Hà Hoa Phượng là em, ông Hà Triều là anh. Kết nghĩa mà dạ. Thì ông Hoa Phượng gọi Hà Triều bằng đại ca. Dạ. Hai ông dặn nhau biết cùng là tình ca, kia là giúp tình với đại ca luôn. Dạ. Nó có ý nghĩa những thật ra giận nhau á, giận nhau người ta không biết cái sự tích của đó đâu ở đó đâu. Ừ. Vì sao lấy từ tình ca, nhưng mà sau này nó đổi thành ông Tàu Quân Chính. À. Nó là ông Tàu Quân Chính. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Đức Tiến thay mặt như đi nói giờ như không nói được như ca một không ca bằng mấy chú mấy bác đâu, không được đâu. Giờ mấy chú mấy bác có muốn nghe như ca không? Múa này vỗ tay to nào. Một đoạn ngắn thôi. Không đoạn nào thuộc dạ. Đúng một đoạn ngắn thôi, tặng người nhà nhau thôi. Rung quá à, trước mấy cô mấy chú mấy bác mà hát gì đồng hơn sao mà hát. Giả cũng là đồng nghiệp thôi. Dạ. Đồng nghiệp người ta về giường rồi. Nếu mà con có dở thì đừng có chê nha. Đồng rồi. Giờ giúp tôi cháu ơi. Dạ. Con chỉ hát hai câu thôi, cho nó ngắn thôi chứ còn con không dám hát dài. Tại thật sự hôm nay con cũng hơi đuối, cũng hơi mệt. Cho nên là xin phép. Con thì cũng rất là thích bộ môn cải lương, nhưng mà rất là tiếc là con chưa con chưa có thầy nhận con, nhưng mà cũng như là cũng chưa, nhưng mà có được dịp xem qua những tuồng cải lương Tô Ánh Nguyệt và bà cô Thanh Nga nè, rồi và Tiến Trống Mê Linh, Tàu Dịch Lụa, rồi Minh Tú Minh Phụ cũng nhiều. Dạ, chắc kể thì chắc không hết đâu. Nhưng mà con hát thì cải lương thì chắc chắn là cũng được rồi đó. Hát hay luôn mà hay hát. Dạ. Hát một đoạn ngắn nha. Hát hai câu ngắn thôi của bài của cố nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ. Con xin hát hai câu ngắn thôi nha. Dạ. Vỗ tay lấy tinh thần cả nha. Quay lại đứng lên quay lại đường xưa lối cũ tiếng ca trên xa xưa lối cũ con tiếng ta đến tất cả các cô các chú. À. Nếu mà có khi mà con mình chị những người mà đã chăm sóc cho tất cả các cô nghệ sĩ ở đây, và nếu không biết nói như thế nào, tôi chỉ mong là mọi ghế nha, đừng ngồi xuống. Dạ.
Con cảm ơn, cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn rất là nhiều. Dạ, giờ con xin phép, cho con xin phép nha. Dạ.